À, con các bạn. Đây đựng còn hô hình nha. Nè. Này chắc cũng tầm 200 g. Này là hô hình. Mới vô. Chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh YouTube của Dương nha. Thì hôm nay Dương đi đặt lợp gắn nha cô chú anh chị. Đây xe Dương là mấy chục cái lợp gắn Dương vừa mới làm xong. Hôm nay Dương sẽ đi đặt. Thì khi nào Dương đi thăm thì Dương sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì cô chú anh chị xem thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Dương nha cô chú anh chị. Giờ Dương chuẩn bị đi vô trong cổng đặt đây. Rồi Dương sẽ quay cảnh đặt vài cái cho cô chú anh chị xem. Rồi Dương kết thúc video. Thì khi nào Dương đi thăm thì Dương sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem nha.
đây đây. Chị gai đâm. Rồi, gai đâm vô tay. Bãi này Dương thấy khá là đẹp luôn. Chú chỗ đặt cái lợp thôi. Nó đẹp thì đẹp không cậy. Ăn vậy mà. Chân dưới cho cây lục. Rồi, ok. Thì cái lợp Dương vừa đặt xong nha. Trong cái đám gừng này chui ra cũng khó nữa nè, gai quá trời dính quần này. Thằng này mặc cái quần dài với mặc cái quần cục nát bét cái đùi luôn rồi. Chui qua cái đám gai lại. Rồi chui vô đây. Cái này cũng còn là gai không luôn á. Bãi này đẹp á. Dưới cái đường mòn này là hết 7,7 rồi. Ok, thằng nào là gai không à? Đây là Dương cái đúc lực đây nha. Đúc đây là nhân nách luôn. Rồi, ok. Thì Dương vừa đặt xong cái lọc cuối cùng nha. Dương chào tất cả cô chú anh chị. Thì Dương vừa đặt xong cái lọc cuối cùng nha. Thì cái này là cái thứ 39. 40 cái nhưng mà chết hết con mồi cho nên là Dương đặt chỉ 39 cái thôi. Thì khi nào mà Dương đi thăm thì Dương sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì cái lọc cuối cùng mình đặt ở dưới đây nè, cô chú anh chị. Mệt quá mệt à. Sáng giờ bừng bừng trong rừng không. Bây giờ Dương sẽ quay về. Khi nào Dương đi thăm thì Dương sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi bye bye cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị clip mình đi thăm gắn. Mình sẽ quay tiếp. Gai không đi. Hello Dương xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Thì hôm trước Dương có đặt 39 cái lập gắn ở bên khu vực bên đây. Hôm nay Dương sẽ đi thăm cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì bây giờ Dương sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi theo Dương đi vô trong này thăm lập gắn nha. Có Dương sẽ quay cho cô chú anh chị. Chuột cũng còn. Đây, đây mình đặt một cái nữa.
À, con nha các bạn. Đây đựng còn hô hình nha. Nè. Nó chắc tầm 200 g. Đây là hô hình. Mới vô. Chuột còn nguyên. Cái này tầm 200 g. Mới vô. Dưới đúng rồi, dạ. Vừa đụng. Xong kia bây ra đi vô má.